生太短、人人谈论着工作多粗心，避免爱恋公司之中发生，我却只知发生的始终发生。直在日夕里我接触你，擦出火花不可退避，或许这世界你未算最了不起，眼中谁跟你对比，压力再多注视眼光也不敢亲你，希望待你好位置够太多，我放你于心中的最高，总是你这个朋友，一些挑剔都会忍受，待你好从来没半点放下的理由。Bây giờ cách ngày tất niên của khách sạn mình là 2 ngày. Tôi nghĩ rằng tất cả những bộ môn đều trông chờ tâm huyết mấy tháng này của bộ môn IT chúng ta. Cậu Tư, cậu có tin rằng cái mạng lưới của mình khi mà ra phố thì nhất định sẽ kinh thiên động địa hay không vậy? Làm các người ngoài phố hết hồn hay không? Nói chuyện có thể bớt khoe khoang một chút được không? Vì tôi muốn là khích lệ sĩ khí của các vị thôi. Nè, làm website thì nhất định mỗi ngày phải mỗi cầu tiến đó. Như vậy mới có thể thu hút người ta lên mạng của mình. Đương nhiên, ngày nào mạng lưới của mình chưa ra phố thì vẫn có thể chỉnh lại cho thật đẹp. Lời lẽ của cậu Tư thì là khiến cho chúng ta được nhiều bổ ích đó nha. Tôi thấy là trang lưới mỹ thuật của mình không có được đặc biệt. Có những thức ăn gọi là truyền thống của nước ta có thể đưa lên đó hay không vậy? Hay là xào trái cật đi. Trái cật có bán khắp phố mà, thì tầm thường lắm thôi. Chị muốn nói là cái loại người ta dùng bằng lò điện để xào hay là chảo điện đó hả? Nhưng mà cái tôi muốn nói là xào bằng tay người, dùng cát trộn với đường. Tuy là thấy hơi khét nhưng mà thơm ngon đặc biệt. Lên mạng lưới người ngoại quốc nhìn thấy họ nhất định sẽ có hoài niệm. Nhưng bây giờ ít người làm nghề đó lắm, đi đâu mà kiếm đây? Tôi có người bạn ở thùng của Hoành, họ biết chỗ bán mấy thứ này. Ok, chúng ta có thể đưa đề tài xào trái cật lên mạng lưới của mình. Nhưng mà hôm nay phải lo liệu cho xong. Là vì cách tất niên chỉ còn lại 2 ngày thôi. Tối nay phải làm việc. Xin lỗi cậu Tư, tối nay tôi đã hẹn với bạn trai đi nghe nhạc, đóng mua vé rồi. Phải rồi cậu Tư à, tôi phải đưa má tôi đi coi cải lương. Xin lỗi cậu Tư nha, tôi đã hẹn với bạn gái lên nhà của cô để làm dàn máy. Như vậy phải xử sao đây? Ê, sao hai người không lên tiếng? Tối nay tôi không có hẹn. Tôi cũng không có tiết mục, nhưng mà... Đừng có nhưng mà, như vậy có nghĩa là được rảnh. Nè, bây giờ chúng ta bốc thăm nha, coi thử ai được may mắn tối nay ra làm việc. Bắt đầu. Tôi cũng bốc. Tối nay tôi được rảnh mà, tôi nghĩ như vậy sẽ được công bằng với chúng ta hơn. Tôi đã nói rồi mà, lúc nào thì cậu Tư cũng có tình có nghĩa. Tiệt định bự. Không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ chúng ta tiến hành nghi lễ nha. Người nào mà bốc được cái thăm ngắn nhất thì người đó may mắn. Ê, trộn cho đều. Cậu Tư bốc trước đi nha. Nè, tới phiên anh Duyên đó. Ồ, tới bên chị kia, chúc mừng chị. Giải thưởng tối nay của chị là ra ngoài kiếm kẻ nào xào trái cật. Tan sở, có hẹn hay không không quan trọng, đừng thấy thẹn. Đi được nhanh mới là lên, bye bye các vị. Má hả? Ờ được, bây giờ con tới đón má nha. Ê, tôi đi trước nha, bye bye. Bye, xin chào, bye bye. Ê, chưa đi được, hả? Chị có nhớ cái máy để đâu hay không? Lần trước tôi dùng xong để lại trong hộp tủ, nhưng nó quên chặt điện. Chị tự lo liệu, tôi phải đi gấp. Hộp tủ nào chứ? Tôi chỉ định tự kiếm mà thôi. Thì xin lỗi. Cô Kỳ, hay lát nữa tôi đưa cô đi kiếm người xào trái cật nha. Không cần đâu, anh đi về đi, bye bye. Ý niệm đó do tôi nghĩ ra mà, tôi nên giúp cô một tay. Tôi tự xui xẻo được rồi, đừng kéo anh xuống nước. Không phải đâu. Đừng có không phải nữa. Tuần này anh đã cực khổ lắm rồi, về đi. Bye bye.
Cảm ơn. Alo. Tôi đang ở đối diện với anh nè. Hey. Anh mua khoai lang hả? Mua cho tôi một trái táo đi. Tôi nghĩ không cần đâu, mỗi người một nửa. Cô Kỳ, để kiếm ra người bán hộp vẽ chưa? Không cho. Tôi cũng vậy. Có đói bụng không? Có khoai lang nè, ăn đi. Được. Nóng hả? Để tôi giúp cô. Wow. Bị dính rồi. Người bán hạt dẻ kìa. Quay. Rốt cuộc anh đã xuất hiện rồi. Hai vị muốn mua gì? Không, chúng tôi làm cho công ty mạng lưới di tính. Bây giờ chúng tôi muốn phỏng vấn anh, có được không vậy? Làm phỏng vấn hả? Quấy này tôi buôn bán đó. Không đâu, không đâu. Chúng tôi mau lắm mà, làm phiền nha. Làm ơn. Vậy nhanh tay chút đi, tôi còn kiếm ăn nữa. Cảm ơn nhiều. Chúng tôi sẽ quay lại cái cảnh mà anh xào hạt dẻ đó. Anh còn muốn quay hả? Tôi thì không biết đâu. Chính cứ làm như mọi khi thì được rồi. Làm như mọi khi được rồi hả? Phải. Cảm ơn. Chuẩn bị chưa? Wow, ăn một hạt đó. Quy, cô ăn trạng hạt trống đi. Hạt trống ngon hơn nhiều mà. Có phần sao? Đương nhiên. Ê, qua đường kia. Nè, cô biết không, hạt trống thì dẹp hơn, nhỏ hơn, hạt cái thì mập mập hơn. Nhưng mà hạt trống thì hiếm có, lại ngon đặc biệt nữa. Giống như tôi nè, loại được, quý giá ghê lắm. Vậy bán bao nhiêu? À. Hôm nay, khách sạn Kim Hào đưa bạn vào một kỷ nguyên mới. Bạn cần thiết có phục vụ gì đều có thể kiếm được ở trong mạng lưới của khách sạn chúng tôi. Đặc biệt lớn nhất của mạng lưới chúng tôi là mỗi một tuần lễ đều giới thiệu một món mỹ thuật truyền thống của nước ta với các bạn. Cho nên tuần lễ này giới thiệu các bạn là xào hạt dẻ bằng tay người. Đó là một món rất đặc biệt. Khách sạn Kim Hào đón chào quý vị trở lại thăm chúng tôi. Hay. Rất là khá đó. Tôi thấy mạng lưới này làm rất là khá. Mấy tháng nay thiệt là vất vả cho các bạn. Theo như tôi thấy thì cậu Tư thiệt là lao tâm lao lực. Chúng ta thiệt phải noi gương học tập theo cậu Tư. Theo tôi thì anh chị đã làm cực khổ và cố gắng lắm rồi. Nhất là cô Kỳ. Tôi thấy lần này cô làm phỏng vấn xào hạt dẻ rất là xuất sắc đó. Rất có sức thu hút. Không phải đâu. Anh Nhiên cũng có phần giúp tôi. Tôi chỉ làm chút đỉnh thôi. Anh chị không cần nhận công. Tất cả đều được khá lắm. Nè, hôm nay nghỉ việc sớm, mình đi ăn mừng đi nha. Yeah, hay hay. Cô Kỳ, gọi luôn cô Nghi. Ok. Ăn xong mình đi karaoke. À, hay là mình đi disco. Các người nói sao thì cứ như vậy đi. Oh yeah, hay. Wow, chuyện gì mừng rỡ quá vậy? Mạng lưới làm xong rồi, cậu tôi đã ăn cơm. Wow, được ăn được chơi súng vậy hả? Nè, có phải là cảm thấy nào nũng muốn sáp vô hay không vậy? Điền hay sao? Tôi có thể giúp cô mà, năn nỉ đi. Sao phải năn nỉ anh? Cô không phải là muốn biết tối nay cậu Tư đi đâu chơi sao? Tôi biết, thiếu gì người sẽ nói với tôi. Chứ. Ê, tối nay đi đâu? Nhớ gọi cho tôi nha. Vậy chị phải nghĩ sẵn một cớ, tại sao lại lộ mặt nha? Không thành vấn đề, tình cờ gặp mặt mà. Nhìn lên đi, cậu Tư đang chờ mình ở Bắc Kinh đó. Anh Cường đâu, sao không thấy? Anh nói có chuyện đi trước, lát nữa tới kiếm mình. Vậy còn tốt, đụng một chiếc taxi. Ê, tôi qua lấy điện thoại. Để tôi lấy cho cô. Cảm ơn. Thật ra điện thoại ở trong sách tay nè. Sao lẩm cẩm quá vậy? Đi đi, họ chờ mình đó. Cậu Tư à, đồ ngọt của quán ăn Ý Đại Lợi vừa rồi, thiệt ngon quá. Cô thích ăn là được rồi. Chị ở với cậu thì ăn cái gì cũng ngon mà. Chơi tôi. Chờ tôi nè. Đừng có giỡn mà. Sao lâu quá chưa thấy anh Cường tới vậy? Phải. Mấy chuyện ăn uống lâu nay nó đâu có chịu thiệt thòi. Ê, xin lỗi nha, tôi bị trễ. Sao lâu vậy? À không, vừa rồi thấy bà của tôi bị ho, tôi đưa ông đi bác sĩ thôi. Anh mà hiếu thảo như vậy, heo nái cũng leo cây, Hồng Kông cũng tuyết rồi đó. Nhìn bề ngoài thì khó đợi được lòng người. Tôi không phải chỉ được hư danh đâu, bà chàng. Cường à, đói bụng rồi, kêu đồ ăn đi. Tôi phải đứng lại một chút nè, có người tới kìa. Oh my god, sao ngộ vậy? Chơi chung nha. Được, làm ơn, một chai bia. Chuyện gì đây, tới ăn ké hả? Uống ké rồi chơi ké. Thì chị cũng vậy thôi.
Nhưng tôi là phát ngôn viên của trang lưới tiệc cưới đó mà. Chị lại giúp được cái gì cho cậu Tư đây? Sao lại không có? Wow, thiệt ngập mùi thuốc nổ đó. Nè nè nè, đừng có gây nữa mà. Chúng ta hãy ra nhảy một bản đi. Nghe mới nhảy với cậu Tư. Thật ra hôm nay tôi mệt lắm rồi. Anh chị ra nhảy trước đi. Tôi cần đi nhà cậu kia đã. Về sớm nha. Được mà, được mà. Chị hai, ra nhảy đi. Thôi đừng, chị không biết nhảy. Em dạy chị được rồi. Dạy hơn người ta đó. Lệ em, có muốn nhảy một bản với tôi hay kìa? Anh tự nhảy đi. Chị hai không phải là nhảy kiểu này. Phải lấy hai cái tay vơ vơ như vậy nè. Chị à, chị đẹp quá. Nhảy bản với tôi nha. Buông tay. Tôi thì muốn nhảy với người ta. Nhưng mà tuyệt đối không phải là hai anh. Bỏ đi, đừng chơi với họ. Uầy, phách lối vậy hả? Có biết đang nói chuyện với ai không? Tại anh tự động hiến thân mà thôi. Sao đánh người ta? Nè, có sao không? Cái gì đó? Quay, quay, nè, sao người ta chứ? Cái gì, làm gì cũng làm gì. Làm gì, lại đi. Quay, làm gì, làm gì đi. Anh, nói xin lỗi ngay. Anh là ai đây? Tại sao phải nghe lời anh? Tiết cảnh sát, tôi báo án. Quay, trời lớn vậy hả? Hai người làm lỗi trước kìa mà. Nghe à, có muốn báo cảnh sát không? Sao không cần, tha cho họ đi. Có nghe chưa? Đi đi. Đi đi. Mày ngon mà. Đi đi, đi đi, đi đi. Đây đây, đây đây, đây. Nghe à, có bị đau hay không vậy? Đau lắm đó cậu Tường. Nhưng vừa rồi cậu thiệt bệnh quá. Thôi hôm nay đừng có chơi tiếp nữa. Chúng ta về đi. Được. Chị báo hại mà. Cậu Tường, vừa rồi thì cảm ơn cậu đã đuổi đi cái đám đó cho tôi. Tôi nên vậy mà. Nghe à, lần sau gặp được thứ dân này, đừng có gây với họ nữa. Sợ cái gì chứ, có cậu Tường ở đây mà. Nghe à, cô nên nghe lời chị của cô đi. Chờ tôi một lát, tôi đi mua đồ. Ê, hả? Sao anh chị không xuống xe? Sao lại xuống xe? Chưa có tới mà. Ồ, tôi biết rồi. Tôi nghĩ là cô Nghi thấy mình phòng ngại tới cổ. Hay là mình xuống xe đi. Cái gì? Em không muốn quấy rầy anh chị cập kè mà thôi. Cùng lắm là gì? Em trả tiền taxi. Chị không xuống. Xuống xe đi. Ồ, xuống đi. Ây dạ, xuống liền. Mau đi. Nghi, anh Nhiên với chị hai cô đâu? Họ đã đi cặp kè rồi, mà kệ họ đi. Nè, lấy đá đắp mặt đi, sẽ được bớt sưng. Cảm ơn cậu Tư. Sao đây, có bị đau không? Không đau, thấy thoải mái lắm mà. Dạ chào. Cảm ơn, lấy ly nước bưởi cho tôi. Ly nước bưởi đó của em mà. Giờ xém chút tôi đã quên. Mấy hôm nay chị uống nước này để giảm cân. Định là khi mặc áo sô rê được đẹp một chút. Nhưng mà tiếc là cái bụng của chị không có nên thân đã phình ra rồi. Nước trái bưởi loại nước khỏe khoắn này vừa cho tôi nhiều hơn. Chào ông chủ. Trọng Văn đâu? Ở không, sáng sớm nó trở về công ty, chuẩn bị cho tết niên tối nay rồi. Thật ra con cũng nóng lòng lắm, rốt cuộc được thấy Trọng Văn biểu diễn. Thì phải, con cũng là người chủ mà. Con phải tuyên bố chuyện khách sạn lên thị trường. Chuyện gì vậy má? Thấy cổ họng hơi rát. Má coi đi, chỗ này bị sưng đó. Thì không. Dạ phải. Gọi bác sĩ Mã tới kiểm tra cho bà đi. Thôi không cần. Tôi đã hẹn gì làm tóc mà. Anh An à, anh biểu tài xế chuẩn bị xe đưa tôi tới ngân hàng. Tôi tới thùng bảo hiểm lấy bộ nữ trang Lục Bảo Thạch mới mua. Tối nay bà đi đâu? Châu Lục Bảo Thạch. Đi dạ hội tất niên. Hả? Chị à, tối nay chỉ là khai mạc cái mạng lưới của Trọng Văn thôi. Không cần làm phiền chị đâu, chị ở nhà nghỉ chút được rồi. Không phải đâu, em không nghe sao? Tối nay bá Văn sẽ tuyên bố việc khách sạn phát hành cổ phiếu. Tôi là bà phu nhân của hội đồng trưởng của khách sạn. Tôi không đi thì đâu có được chứ. Huống chi Trọng Văn dù sao cũng là con của tôi. Tôi cũng muốn đi chúc mừng cho nó mà. Như vậy cũng không được hay sao? Vậy thôi, tùy bà nha hả? Nếu bà thích cứ việc đi. Tôi đã hẹn với anh Phát đó, anh đang chờ tôi. Chào bà Đường, mời qua đây ngồi. Hôm nay tôi bận nhiều việc lắm, phải cho nhanh nha. Được. Dù nhanh cũng phải đẹp đó. Nhất định. Phát à,
Phật, qua đây đi. Dạ bà Đường. Hôm nay tôi muốn làm hộ lý, thấy là tóc hơi khô. Vậy mời qua đây ngồi nha. Em đã tới trước mà chị. Chị có hẹn trước hay không? Hôm qua tôi đã hẹn với anh Phát rồi. Anh không nói với chị sao? Anh Phát à, anh làm kiểu nào đây? Xin lỗi bà Đường nha. Hay là bà gọi đầu trước đi, mau lắm thôi. Tôi biết lo liệu mà. Bà Đường à, mời qua đây gọi đầu trước nha. Được. Phát à, tôi không gấp đâu, từ từ đi. Dạ tôi hiểu. Bà Đường à, mặt của bà như là bị sưng đó nha. Vậy sao, lấy cái gương cho tôi coi. Dạ được. Bà Đường à. Wow, tấm gương anh có phải bị méo hay không? Mặt của tôi sao bị sưng như vậy? Có phải bị sưng hoài hàm hay không mà lại đổ thừa cái gương của người ta? Chị mới bị sưng hoài hàm. Đồ quéo tôi hả? Ây da, như vậy tối nay chị để cái mặt sưng đi gặp người ta sao? Sẽ bị truyền nhiễm đó. Bây giờ đừng báo hại bà con nha. Đồ quéo tôi ác ôn như vậy hả? Coi chừng gặp quả báo. Không được đâu bà Đường, tôi nghĩ một lát bà phải đi bác sĩ là hơn đó. Cần cho em vậy, tôi đi toilet. Sau bao nhiêu tháng ngày nỗ lực, tôi rốt cuộc đã có thể. Áo này tôi mua trước, nhưng cái tiệm của em đã dùng hàng trước. Chị đã biết tôi mua rồi thì đừng có mặc vô. Tôi mặc kệ, chị lên lầu thay cái khác đi. Ba Dần, anh nói cái áo này vừa cho em mặc đi vào hội đó mà. Chị Hai mặc đẹp hơn em đó mà, lên đổi cái khác đi. Ba Dần. Còn nói hả, muốn báo hại anh bị trễ hay sao? Lên thay áo đi. Thưa bà, tôi nghĩ vì bà nóng mình mà thôi. Để tôi nấu nước mát cho bà uống, thanh nhiệt giải độc sẽ được lành lại mau mà. Hay giờ chị nóng mình là đỡ, bây giờ tôi bị đau cổ họng lắm. Chỉ lo là bị sưng quai hàm thôi. Chắc không cho. Có phải bà thấy không khỏe phải không? Vậy thì ở nhà nghỉ chút đi. Dạ không có gì. Có lẽ vừa trưa lo đi làm tóc đã không ăn trưa thôi. Thì biểu con Lan nấu chút đồ cho bà ăn. Ừ, không cần, sắp đi khách sạn rồi mà, không có sao đâu. Thằng An đâu? Thằng An thì lanh lợi lắm. Biết nhị phu nhân nhà của mình thay đồ cũng mất mấy tiếng đồng hồ, cho nên đã tới trễ một chút, mất công phải chờ. Lão gia, đi được rồi. Vậy hả? Đi được rồi. Bà hai, bà không sao chứ? Sao vậy? Sao vậy? Sao chứ? Đừng làm lão gia sợ nha. Đừng có làm ông sợ. Má bị sốt. Chị Hảo, chị Lan, coi chừng bụng họ nha. Tôi đi gọi bác sĩ Mã. Lão gia, sắp tới giờ rồi, hay là mình đi trước đi nha. Họ đều bị gục. Tôi muốn ở lại một chút. Đấy đi, bà đừng có lo. Bà Dân đã cho người gọi bác sĩ Mã rồi. Dạ phải đó lão gia, đừng có lo lắng quá. Nè, tối nay là dạ hội tất niên mà, mỗi năm một lần của khách sạn, đâu có thể thiếu lão gia chủ trì đại cuộc. Vậy hả? Phải đó lão gia, chúng tôi không sao đâu. Ông đi đi. Đi đi. Vậy mình đi nha. Hai bà bị cảm nhiễm một chứng bệnh, gọi nôm na là sưng quai hàm. Khi không sao bị cảm nhiễm như vậy? Hai vị đã từng ở chung với nhau kia mà, truyền nhiễm cho nhau đâu phải là chuyện gì lạ chứ. Nhưng mà bệnh này không có nghiêm trọng lắm đâu, nghỉ ngơi một hồi là sẽ hết à. Không phải đâu, chị nhất định là chị đó truyền nhiễm cho em. Hồi sáng đi làm tóc em thấy mặt chị đó sưng rồi, lúc đó em đâu có sao. Về tới nhà chưa lâu là em có bị sưng luôn. Chắc là chị truyền nhiễm cho em đó mà. Chị truyền nhiễm cho tôi thì đúng hơn. Chị trẻ hơn tôi, sức thể kháng mạnh hơn. Chắc là bệnh độc đã tiềm phục, bây giờ trở cần mới biết thôi. Hai bà không cần phải khẩn trương, bệnh này không phải là bệnh nặng gì đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, gia tăng sức kháng thể của mình thì sẽ lành được mau thôi. Giờ thôi không được, tôi phải chia phòng bệnh với bà, đừng để mai mốt tôi lành lại rồi bị bà nhiễm. Tốt đó, cô y tá à, chia phòng cho chúng tôi đi, tôi không muốn truyền qua truyền lại. Thưa hai bà, thì xin lỗi, phòng bệnh hạng nhất của nhà thương đã đầy hết rồi. Hay là hai bà có ngại đổi phòng lớn hay không? Phòng lớn? Có ba chừng nào tới vậy?
Cậu ba đang đón hội đồng trưởng. Nhan, cô Thi, tới lâu rồi? Phải, sao anh trễ quá vậy? Kẹt xe mà, hả? Hoa Nhiên hả? Con ngoại có đẹp không đây? Đẹp hết sảy luôn, không ai bàn đâu. Má, thì sao con kỹ ở bàn kia? Mình có cần qua bển ngồi không? Má à, bên đó hết chỗ rồi, thôi đừng nha. Không sao đâu, biểu họ đổi chỗ cho mình là được rồi, đi. Hả? Má à? Bà. À, xin lỗi nha, có thể nhường chỗ cho chúng tao hay không đây? Vậy được không sao? À, má cứ ngồi tự nhiên đi, không có tao hết, cứ ngồi đi, có cái gì? Vị này chắc là má của cô Kỳ phải không? À, tôi là má của thằng Nhiên. Ồ, Kỳ à, tôi là ngoại của thằng Nhiên, nhận ra tôi chứ? Dạ nhận ra. Kêu tôi bà ngoại đi. À, bà ngoại à, đừng có làm người ta sợ mà. Đừng quấy rầy bà nói chuyện với con Kỳ. Kỳ à, hôm nay cô thiệt đẹp đó. Cảm ơn anh nãy mặt. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng. Cảm ơn. Con gái của tôi là Joyce. Chào chú, chúc mừng chú. Cảm ơn. Joyce, đã lâu không gặp, Mạnh Joy. Dạ Mạnh, anh về Hồng Kông bao lâu rồi? Đã về mấy tháng rồi. Bộ hai đứa quen biết hả? Thưa ba, Joyce là bạn trung học hồi còn nhỏ của con. Phải. Hôm xưa thường tới nhà chúng tôi để ôn bài chung mà. Hey, tôi thiệt già lẩm cẩm quá đi. Chúng tôi cũng vậy thôi, nhưng mà không sao, bây giờ Joy nó đã về Hồng Kông phát triển, từ nay sẽ có nhiều cơ hội tới nhà của ông mà, ông không thể nào quên được nó đâu. Joyce, bây giờ cô làm nghề gì? Tôi về làm cán sự cho nữ hiệp, còn anh có kiếm lại được những bạn học xưa hay không? Đâu có thời giờ để kiếm họ, vừa về tới Hồng Kông để giúp ba làm mạng lưới, nếu cô không có tới dự gia hội này, chắc vẫn chưa có dịp gặp cô đâu. Con chỉ bận luôn tối nay thôi, mai mốt có rảnh rỗi thì con hãy kiếm cổ trò chuyện nha. Vậy được rồi thưa ba, tụi con chỉ là nhắc lại việc học hành hôm xưa thôi. Chuyện của mấy bọn trẻ, bọn già mình không hiểu đâu, hay là ngồi xuống nói chuyện nha. Được, được, mời, mời. Đây là ngày kỷ niệm của khách sạn Kim Hào bước vào chu niên thứ 20 để tường trình thành quả của 20 năm qua của khách sạn Kim Hào. Chúng tôi xin mời tổng giám đốc của công ty Kim Hào là ông Đường Bá Văn lên sân khấu. Sau mấy tháng trời cố gắng, tôi rốt cuộc có thể đứng đây tuyên bố với các vị, không bao lâu nữa khách sạn của chúng ta sẽ được phát hành cổ phiếu. Và sở dĩ khách sạn có được như ngày hôm nay toàn là nhờ có các vị ở đây đã cố gắng và ủng hộ trong suốt 20 mấy năm qua. Và để đền đáp các vị, tôi ở đây xin hứa hẹn, tôi sẽ chiếu theo thời gian làm việc của những viên chức của chúng ta phân phối số lượng cổ phiếu. Mong là một ít tâm ý này sẽ khiến cho tất cả viên chức trong khách sạn đều cảm thấy hớn hở. Ba làm mười mấy năm chắc được chia nhiều lắm đó. Mong là các vị cố gắng hợp tác chặt chẽ, khiến cho tương lai của khách sạn càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn ông Đường Bá Văn. Trước khi tuyên bố tình mừng thứ hai, chúng tôi mời hội đồng trưởng của khách sạn Kim Hào là ông Đường Ngọc Kim và tổng giám đốc của bộ IT, ông Đường Trọng Văn, mời ông và các nhân viên lên sân khấu. Các viên chức dưới sự thống lãnh của ông Đường Trọng Văn của bộ hôm nay đã hoàn tất trang lưới của khách sạn. Từ nay chúng ta ở lưới hộ liên đã có thể tiếp xúc với khách sạn. Hôm nay ông Đường Học Kim sẽ dẫn các bạn chúng tôi tiến hành nghi lễ khởi động mạng lưới của khách sạn chúng ta.
Hôm nay khách sạn Kim Hà sẽ đưa các bạn đi vào một kỷ nguyên mới. Tất cả mọi phục vụ đều có thể kiếm được ở trên mạng lưới của khách sạn chúng tôi. Trang lưới của chúng tôi có một điều đặc sắc lớn nhất là mỗi một tuần đều giới thiệu một món mỹ thuật truyền thống của nước ta với các bạn. Tuần lễ này sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo hạt dẻ bằng tay người. Thì à, uống ly trà đi. Anh Nhân, đưa trà cho tôi làm gì? Đưa cho ông chủ uống đi. Thấy mặt của ông cứ hầm hầm vậy, cho ông uống trà, dù không được hả giận cũng được bớt giận mà. Tôi thì sợ là bộ IT sẽ bị đóng cửa. Đương nhiên là không. Tất cả chúng ta đều cố gắng làm việc mà. Bây giờ chỉ có chút sơ sót thôi, đừng có đến nỗi chết. Bây giờ không phải là sơ sót mà là nhục nhã. Nghĩa là trong lúc mình làm việc, người ta cũng làm việc mà, còn dở trò trên công tác của mình nữa. Tôi cũng thấy lạ thiệt đó. Tối hôm qua rõ ràng mình đã kiểm tra rồi, sau đó mới điên cơm, sao lại bị người ta dở trò chứ? Nhất định là có nội gián. Kể cái là mình không có truyền hình bế lộ. Ý, anh Cường đâu? Không thấy ảnh đi chung với mình. Ồ, nhất định là nó rồi. Đâu có lý nào là anh Cường. Cả đêm không thấy nó, nhất định bỏ trốn mà. Là nó rồi. Ai, bỏ mà có phải thằng Cường hay không, quan trọng nhất là coi cậu Tư. Cậu cứ núp ở trong phòng, tôi lo là cậu nghĩ không suốt. Không chứ hả, cậu mà có chuyện thì mình cũng không xong. Ê, cậu Tư, cậu Tư. Uống trà nha. Anh chị đã mệt rồi, về nhà nghỉ sớm đi. Ba. Huy, về tới rồi à? Sao khuya vậy, không sao chứ? Cậu Tư thế nào rồi? Con à, con đừng có lo. Nếu mà có gì thì ba sẽ coi chừng con mà. Cậu Tư là một người hiểu biết lý lẽ, hơn nữa chuyện này cũng đâu có ai muốn. Vậy thì phải. Nhiên. Má. Về tới hả? Má đang mua cánh ngỗng kho để ăn đó. Nè, ăn đi nha. Giờ rồi ăn không no mà. Bà ngoại đâu? Ngủ rồi. Bữa nay chơi mặt trượt được thắng chứ gì? Thắng mặt trượt thì ăn ruột ngỗng, còn thâu được tiền nhà thì ăn cánh ngỗng. Thì ra thâu được tiền nhà. Hôm nay má thiệt lanh lợi. Đợi lúc bác hai tổng kết tiền, đóng cửa má xong vô đòi trả tiền. Cả trên bàn đều là tiền, đâu có thể không đưa. Bác hai không phải bị bệnh sao? Ông không có tiền mới bị bệnh thôi. Lúc mà đếm tiền thì khỏe khoắn biết mấy. Còn nữa nha, ông cấu kết với Thiếm Hài là muốn kiếm cớ đặt má. Cạn lại. Anh thiệt là thông minh. Đem mạng lưới của khách sạn đổi đổi thành mạng lưới của hộp đêm, thiệt là tuyệt. Nghĩ tới cái tiếng nhục nhã vừa rồi của cậu Từ đó, tới bây giờ vẫn còn muốn cười. Nè, làm người đừng quá đáng nha. Chơi tới đây thì đủ rồi. Dạ phải. Thấy được cũng không nên làm tới mà, có phải không cậu ba hả? Để cậu Từ biết được cái gì là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lần này anh cũng đã lập được đại công nè. Đã tới lúc cho anh có một cơ hội để theo chúng tôi. Cảm ơn cậu ba, cảm ơn ông Giang, cảm ơn nhiều. Để tỏ lòng thành của anh đối với chúng tôi đây. Khi anh uống hết ly này thì từ nay chúng ta sẽ là một phe với nhau, đi chung chiếc thuyền, tiếp ứng cho nhau. Ly này hả? Có phải không để mặt cậu ba chúng tôi đây hay không? Nếu không để mặt thì đi ngay đi. Uống. Uống, uống, uống. Có tương lai đó. Wow, chuyện gì mà làm vệ sinh sớm vậy? Không phải, về tới đây không có việc làm cho nên mới kiếm việc làm thôi. Không để chờ bị khai trừ sao? Ê, cậu Tư chưa đi làm hả? Chưa. Ít khi cậu đi trễ lắm mà, sao kỳ vậy? Ê, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, cho cậu nghỉ ngơi một chút đi. Ý, sao anh thu dọn đồ đạc mau vậy? Anh bắt được tin bộ IT sẽ đóng cửa hả? Không, tôi tự thu dọn thôi. Anh Cường, anh bị khai trừ hả? Đâu có dễ dầu gì. À đúng rồi, tôi quên nói với anh chị, kể từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của bộ rau hàng và thị trường, từ nay bận rộn lắm đó. Ồ, thì ra mày là nội gián nhập chung với đám cậu ba phải không?
mày đã bán bạn cầu Vinh, dở trò bỉ ổi. Tôi không hề làm, đừng đổ quan cho tôi nha. Tôi đây chỉ là biết bộ IT không có được khá, cho nên tự kiếm con đường để cho mình đi thôi, có gì không ổn. Huống gì, dù sao cũng là bạn chung sở mà, bộ IT sớm cũng sẽ bị gục. Anh chị thường nên bắt trước tôi, kiếm một con đường sống cho mình. Hãy tự lo liệu đi nha. Hãng gian đừng có đi, anh Nhân. Buông tay. Yeah. Anh dở trò trên mạng lưới phải không? Tôi không làm cái chuyện vô duyên như vậy đâu. Anh nữa lâu. Hôm đó anh vốn không phải đưa bà của anh đi bác sĩ mà. Hôm đó khi tang sự, chính mắt tôi thấy anh trở về văn phòng. Anh đã làm gì em tự biết mà. Anh cần gì phải chối. Nếu vậy thì sao? Lúc nãy tôi đã có nói rồi, là tôi kiếm lại con đường cho mình đi thôi. Nếu mà tôi không làm như vậy, tôi làm sao mà nhập bọn với cậu Ba? Cậu tư đối với anh tệ lắm hả? Ngày xưa cậu đinh vào IT mà, bây giờ anh làm vậy là đúng hay sao? Đây là xã hội, kẻ thích nghi sẽ sinh tồn. Anh đừng có ngây thơ quá nha. Thằng mắc dịch. Anh đánh tôi chỉ muốn hả giận thôi. Bây giờ anh đã đánh rồi, nhưng mà tôi muốn nói với anh là, nếu mà có tôi ở bên cạnh cậu Ba, lẽ mà cậu tư có bị gì thì ít nhất tôi có thể che chở cho anh. Còn nói, dù sao chúng ta là anh em, nếu như anh suy nghĩ thông suốt rồi muốn đổi qua đây thì cứ điện thoại cho tôi. Vô đi. Bà kiếm con hả? Ngồi xuống. Con làm cái gì đây? Quân tử dùng miệng chứ không dùng tay, tại sao đánh lộn? Cũng may là ba đang trượt để nhìn thấy con thôi. Nếu như là người khác thì ba làm sao mà che chở cho con được? Tại sao ba phải che chở cho con? Có phải là không ai che chở con thì con không thể nhập bọn và làm việc nổi bật hay không? Ba không phải là ý này. Con còn nhớ ba đã từng dạy con, là một người chỉ cần đi đứng chững chạc, làm việc đàng hoàng. Bây giờ con mới phát hiện, thì ra làm người phải bất chấp thủ đoạn, bán rẻ bạn bè mới được nổi danh. Con muốn nói chuyện với thằng Cường có phải không? Bà biết mà. Con nhớ hồi nhỏ, con và thằng Cường đó, hai đứa đi học, đòi giành điểm cao. Con cố gắng học hành, rồi bỏ ăn bỏ ngủ. Nhưng mà thằng Cường thì đi chơi sáng đêm mới về, không có lo học hành gì hết. Nhưng mà rốt cuộc nó lại được điểm cao nhất có phải không? Kết quả nó bị thầy giáo bắt được gian lận. Lần đó con giận tới muốn khóc luôn. Nó bị thầy giáo phạt ở lại và phải thi lại, rốt cuộc bị điểm zero. Thằng Cường là như vậy rồi mà. Nó thì thích đi đường tắt, muốn trèo thiệt cao bay cho thiệt xa. Tính của nó là như vậy mà. Nhưng mà cái thứ người này thì dễ bị lạc hướng lắm, rất là nguy hiểm có biết hay không? Hả? Thật ra thì con người cũng giống như cá ngựa thôi. Chưa có tới trung điểm thì đâu có biết ai thắng ai bại. Cho con đi cưỡi ngựa nha. Phóng ra cửa đầu tiên rồi cuối cùng cũng bị kiệt sức. Cho nên có nhiều người rất giỏi thì biết chừa lại sức mình để mà đấu trận chót, rồi cuối cùng mới về nhất được. Ba, ba nói con thuộc loại xấu số chứ gì? Sản phẩm của ba nhất định là thứ tốt mà. Con có tiềm chất như vậy nhất định sẽ được khá thôi. Tìm cách tự khen mình hả? Ba ăn ngủ cho con thôi, tự khen mình cái gì? Con người trong lúc thất ý nhất là phải tỉnh táo nhất, rồi mới biết rèn luyện bản thân. Chỉ cần nắm giữ được tôn chỉ làm người thì sẽ có một ngày được về nhất mà. Có hiểu không? Con cũng mong là vậy, nhưng mà con cứ cảm thấy có lỗi với cậu Tư, con thì ngại lắm. Con lại nói chuyện với thằng Cường à? Dù sao cũng do con giới thiệu nó vô bộ môn IT mà. Bây giờ nó dở trò làm phản. Ồ, không sao đâu. Cậu Tư có nói với ba, cậu là người làm việc lớn. Nè, người làm việc lớn thì chỉ làm để giải quyết vấn đề, chứ không có truy cứu vấn đề, cho nên cậu không trách con. Nhưng vừa rồi ba kêu con vô, hình như muốn truy cứu tại sao con đánh người mà. Thực ra bây giờ ba đang làm việc lớn hay là việc nhỏ đây? Thì ra ba cũng mánh thiệt. Ba ngủi con đi bắt bẻ ba. Con có tin là ba thâu thêm miếng cuộn bơn để mà phát ra cho người ta coi hay không nè? Hả? Ba. Gì? Quay nè, nè, trả lại đi, trả lại đi nè. Ba Văn, sao hôm nay không thấy Trọng Văn vậy? Con không biết nữa, con đã không nhìn thấy nó. Hôm đó ở khách sạn bị nhục nhã, ba đã ráng nhẫn nhịn không rầy nó, để nó yên tĩnh lại, rồi tự động tự giác tới giải thích với ba. Không về đã hai ngày không thấy mặt nó. Trọng Văn tới tuổi này chưa từng bị đả kích lớn như vậy, có lẽ không biết làm sao nhìn mặt ba thôi. Yên tâm đi, con kiếm nó trò chuyện mà. Tốt. Chào ông An, đại phu nhân, nhị phu nhân. Đại phu nhân, nhị phu nhân, hai bà từ từ nha.
hai bạn mới về xuất viện. Tôi bị viêm quai hàm thôi, không phải bị trật chân. Đi cũng không nổi sao? À, chào lão già. Chào lão già. À, Trọng Văn đâu? Tôi cũng muốn biết. À, lão già đừng có giận nó mà. Thiệt ra nó đã cố gắng lắm rồi, chỉ là sơ ý cho nên mới xảy ra tai nạn thôi. Mai là cô bá dặn ra chống chọi thôi. Nếu không mai mốt lão già làm sao mà yên lòng giao khách sạn cho nó quản lý. Ê thôi, hai bà mới xuất viện, bộ không thấy mệt sao? Lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Lên phòng nha má. Mày còn tới làm gì? Anh Nhân à, đừng vậy mà. Bình tĩnh chút đi. Đừng vậy mà. Tôi đi cậu ba tới kiếm cậu Tư thôi. Cậu Tư chưa về? Đã gọi nói chưa? Ông không có đem điện thoại di động cho nên kiếm không ra. Anh chị đứng hết đây làm gì? Cho dù bộ môn sắp bị đóng cửa đi nữa thì cũng phải kiếm việc làm chứ. Công ty vẫn còn ra lương cho anh chị mà. Còn các người nhờ, đứng như khúc gỗ vậy, nhăn mày nhăn mặt, hèn chi bộ môn bị xệ như vậy. Miễn là bỏ mặt các người dùng cách gì, lập tức kiếm cậu Tư về cho tôi. Nếu không hậu quả tự gánh. Đừng có nói là tôi không báo tin trước nha. Bộ môn IT sớm muộn sẽ bị dẹp thôi. Các người cũng gói sẵn đi. Cái thằng mở đích. Nè, bình tĩnh đi mà. Nghĩ có làm sao kiếm cậu Tư còn hơn. Biển người mênh mông, cậu biết đi biết chạy mà. Biết đi đâu mà kiếm. Anh Nhân à, anh thường đưa cậu Tư đi đánh giả chiến hay tới đó kiếm thử đi? Được, tôi đi liền. Xin hỏi ông đừng có tới đây không vậy? Không có. Cảm ơn. Cậu Tư có tiền vô mấy quán bar mà. Để tôi về cuộc thi đi hỏi thử. Cô có gặp một người đàn ông cao cỡ này hay không? Alo. Kỳ hả? Kiếm được chưa? Vẫn chưa. Hay ngày mai mới kiếm tiếp đi. Kiếm tới lúc nào hay lúc đó. Nhưng anh đã kiếm cả đêm rồi chưa ăn gì. Tôi lo là anh chống không nổi. Vậy thì không. Ê, đố cô tôi kiếm được cái gì? Sao hạt dẻ? Là khoai lang nướng đó. Wow, tôi muốn ăn đó. Nếu như trước 12 giờ chưa kiếm được cậu Tư, tôi sẽ mua về cho con. Ý, giờ thì mau lắm thôi. Vậy thì chờ thêm lát đi. Ừ. Coi chừng bị lạnh nha. Bye bye. Cậu Tư. Cậu Tư đi đâu? Cậu có biết cậu ba phái người đi kiếm cậu hay không? Họ đợi đóng cửa bộ môn IT. Cậu nghĩ chúng tôi phải làm sao đây? Thì ra cậu để điện thoại ở đây, hẹn chị kiếm không ra cậu. Cậu lại đi đâu? Cậu Tư à, cả đám anh em chúng tôi ăn cơm ăn cháo là coi cậu đó. Cậu đừng có bỏ đi kiểu này mà. Ê, hay là cậu chở tôi điện thoại cho anh Yên đi. Hết pin rồi. Ê, cậu làm gì đây? Cậu bỏ mặt tôi, cậu đi đâu tôi đi đó. Bắt đầu cả ngoại tuyến. Cậu Tư có thể cho tôi mượn điện thoại hay không? Tôi không muốn người ta biết tôi ở đâu. Tôi chỉ là... Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Cậu có thể cho tôi biết cậu đi đâu hay không? Hả? Chút đi thì sắp rời bến rồi. Được rồi. Cậu Tư, cậu có ăn không? Đã biết cậu không ăn mà lại chỉ mua một ly để khỏi lãng phí. Nhưng mà cậu đừng có nói là tôi ích kỷ. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ lương thực rồi. Chocolate, bánh chiên, khoai chiên, có đủ thứ. Đói bụng lấy ăn đi. Tommy, cậu nổi giận cũng đừng có đá Tommy của tôi chứ. Một Tommy thôi, khẩn trương làm cái gì? Cậu đúng là cái thứ công tử nhà giàu, sinh ra chẳng biết nghèo đói là gì. Cậu tốn số, không cần chịu cực. Một tô mì tới 5 đồng 2. Nhưng mà với hoàn cảnh này có rất nhiều người dùng 5 đồng 2 để mua 2 cái bánh mì để ăn 2 bữa, có biết không?
Ê, cậu đá đi tụi miệng của tôi không sao, nhưng mà đừng có đập bể chén cơm của bao nhiêu người anh em chung sở. Cậu có biết bây giờ ngoài trời lạnh như vậy, họ bôn ba đi khắp nơi kiếm cậu là vì cái gì đây hả? Cũng là mong cậu dù tốt hay xấu cũng phải về giải quyết chuyện này đi. Nhưng mà cậu thì không, hễ có chuyện rồi thì làm như con đà điểu đi mất tích, chơi tự biến. Chuyện gì chứ, chết người sụp nhà hay sao? Anh hãy coi tôi đi nào. Từ nhỏ tôi đã bị người ta coi như là xấu xí đen thui. Mồi lắm thì sao? Vui vẻ từ một năm cũng là 365 ngày, buồn bã thì cũng 365 ngày phải qua. Vậy tại sao cậu không chọn sống cho vui vẻ? Nếu không phải là cậu, bây giờ tôi có thể ngồi ở nhà ăn khoai lang nướng thịt là ấm cúng, cần chi tới đây để ăn gió tay bắt với cậu chứ? Cậu thật là ngoan cố quá mà, nói hoài cũng không hiểu. Tôi chết rồi, không biết chừng nào mới trời sáng. Hay là tôi cởi áo cho cô khoác nha? Thôi không cần, con người cậu lạnh máu như vậy, mặc áo của cậu tôi lo là bị chết lạnh đó. Xin lỗi nghe, chúng tôi chơi chung có được không? Nào, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Kìa, qua chơi đi, sẽ được ấm hơn đó. Theo cậu tư vô Trường Châu, bây giờ ở khu bãi biển. Sáng mai anh vô sớm nha, bye bye. 在眼中相当似要紧，其实非一些天天发生新闻，亦绝非今天的声势与财富，只一刹那光阴，不必看紧。 我很偏心，也喜欢简单的女人，永恒有你欣赏这赤子之心，在我今天身边的所有物品，亦不介意牺牲，不生。